Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình có về được một ít búa của thương hiệu Hot Mỹ, mình muốn giao lưu cùng với anh em. Mình về được hai size, đó là 20 và 21. Mình giới thiệu qua cây size 21. Cây size 21 này với tổng chiều dài là 40 cm và nó nặng là 1 kg. Với thiết kế của nó là thép đúc nghiêng khối toàn thân, nó đúc là tới dưới này luôn nha. Tay cầm của nó là cao su chống trượt, đế được đúc bằng nhựa cứng liền khối, nó đúc một liền một khối luôn cho anh em. Với thiết kế của nó thì nó giảm trọng lượng đầu búa xuống như thế này để cho anh em thao tác nó rất là gọn nhẹ. Cái đây là cái đầu lẫy đinh này, chỗ này là cái chỗ đó anh em lẫy đinh ú đinh cong. Với cái size 21 thì nó có đầu chống trượt, có những rãnh chống trượt như thế này. Những cây búa này thì những là hàng tồn kho, nó mới hầu như là 99% cho anh em. Những cây này là mới 99%. Cây size 21 là nó dài 40 cm, nặng 1 kg. Mình sẽ giới thiệu qua và size 20. Nó cũng giống như cây size 21 thôi, chỉ điều nó nhỏ gọn hơn. Nó thích hợp cho những anh em có dốc dáng người nhỏ hay làm những công việc khác nhỏ hơn. Cây size 20 này với tổng chiều dài của nó là 34 cm, dài 34 cm, nặng 800 g. Cây này thì 800 g, vũng thiết kế là thép đúc nghiêng khối toàn thân hết, đúc nghiêng khối. Tay cầm cao su chống trượt và đế nhựa cứng. Nó cũng giống như cây 21 thôi, cũng thiết kế đầu rỗng cho anh em. Với thiết kế này thì đầu búa nó nhẹ hơn, anh em cầm nó rất là đầm tay, rất là vừa, không có vá nặng, anh em đóng lâu nó không bị mỏi. Cây size 20 thì nó là đầu láng nha, đầu láng, nó không có rãnh chống trượt. Mình muốn giao lưu á anh em cây búa Hot của Mỹ này với giá là 350.000, chưa bao gồm phí ship một cây. Size 20 và 21 đồng giá hết là đều 250.000, chưa bao gồm phí ship một cây. Hàng còn mới 99%. Anh em thông cảm, có những chỗ thì nó đã vứt ngoài trời thì nước mưa thì nó sẽ ố đi một chút, có những vết ố như thế này, anh em thông cảm. Nhưng mà hàng bao anh em cực kỳ mới luôn, hầu như là chưa sử dụng. Hàng này là hàng tồn kho, người ta họ vứt bỏ đi, mình sưu tầm được, muốn giao lưu với anh em. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng vui lòng liên hệ vào hai nick Facebook, đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Số điện thoại liên hệ là 0966425154 và 0355734853. Mình giao lưu với anh em với giá là 350.000, chưa bao gồm phí ship một cây. Một cây là 350.000, chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.